các bạn, hôm nay Chiu XHT sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy chiếu IG230 nhé. Đây là phiên bản có hỗ trợ kết nối không dây. Thì tất cả máy chiếu bên mình đã kiểm tra và setup sẵn tiếng Việt. Các bạn chỉ cần mở giao diện lên như thế này và sử dụng. Đầu tiên là ở trong phần media, thì các cái mục ở đây là khi bạn kết nối thẻ nhớ hoặc là USB thì dữ liệu của bạn sẽ hiện ở trong các thư mục như này, bạn ấn vào và xem thôi. Tiếp theo là đến mục nguồn vào, thì đầu tiên là có HDMI. Thì khi bạn kết nối với TV hoặc laptop, bạn chọn chế độ HDMI ở trên máy chiếu, sau đó cắm dây HDMI vào TV hoặc laptop. Như thế nó sẽ máy chiếu sẽ tự động kết nối và sử dụng luôn. Tiếp theo là tính năng multi-screen, thì đây là tính năng kết nối không dây. Thì lát nữa bên mình sẽ có một video cụ thể để hướng dẫn cho các bạn cách kết nối không dây nhé. Còn ở dưới cùng là AV. Thường thì tính năng AV này cũng không được sử dụng nhiều bởi vì tất cả các TV hiện tại thì đều đã tích hợp cổng HDMI. Tiếp theo là ở trong phần setting. Đó, thì gần như ngôn ngữ là bên mình đã setup hết rồi. Có chế độ auto sleep, các bạn có thể hẹn giờ để máy chiếu tự động tắt. Ngoài ra các tính năng khác thì bên mình cũng đã setup hết cho các bạn rồi nên là các bạn không cần phải setup lại nữa. Chúc các bạn sử dụng thành công nha. Hay các bạn, trong phần 2 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối không dây với máy chiếu IG230. Video được quay trong điều kiện phòng có ánh sáng các bạn nhé. Nếu trong phòng tối không có ánh sáng thì chất lượng ảnh sẽ tốt hơn. Đầu tiên là các bạn vào phần nguồn vào, sau đó chọn multi screen. Sau khi hiện giao diện như thế này thì bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là được nhé. Bước đầu, bạn kết nối Wi-Fi Netlink. Mật khẩu thì là từ 1 đến 8 ở trên màn hình. Sau khi bạn kết nối Wi-Fi này thì bạn, một là bạn scan mã QR trên màn hình, hai là bạn có thể ấn vào đường link http://192.168.203.1. Thì mục đích của việc ấn vào đường link này để làm gì? Để bạn kết nối Wi-Fi cho máy chiếu. Sau đó bạn chỉ cần kết nối cùng một Wi-Fi đấy với thiết bị di động như điện thoại hoặc iPad thì sẽ kết nối không dây được ạ. Đây, sau đó sẽ hiện ra giao diện như này. Bạn chỉ vào, bạn vào phần Wi-Fi, sau đó kết nối Wi-Fi. Các bạn lưu ý với mình, khi sử dụng tính năng kết nối không dây này thì bạn phải đảm bảo đường truyền mạng ổn định và tốc độ cao. Nếu như đường truyền mạng tốc độ thấp thì khi xem sẽ xảy ra trường hợp giật lag, hoặc có thể nó sẽ khó kết nối, nghĩa là bạn sẽ không tìm được thiết bị khi mà kết nối không dây. Ngoài ra khi kết nối không dây như thế này thì có hai ứng dụng. Có hai ứng dụng các bạn sẽ không được hỗ trợ xem kết nối không dây, đấy là Netflix và YouTube do lý do bản quyền. Nhưng để xem hai ứng dụng này thì các bạn hoàn toàn có thể bật laptop kết nối qua cổng HDMI ở xem bình thường. Các ứng dụng khác như là Vion, FPT Play này, VTV Go hay là IQE thì đều có thể xem bình thường. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Đây, mình sẽ quay lại cái giao diện khi mà kết nối Wi-Fi thành công. Thì nó sẽ hiện cái tên Wi-Fi của bạn ở bên trái màn hình như thế này. Đó, thế là máy chiếu đã kết nối thành công Wi-Fi rồi. Bây giờ bạn chỉ cần kết nối thiết bị với cùng một Wi-Fi là được. Sau đó mở AirPlay lên.
Với các thiết bị iOS thì mình sẽ sử dụng AirPlay, còn các thiết bị Android thì mình sẽ mở Smartwatch hoặc là tải ứng dụng Miracast. Thì tất tần tật hướng dẫn ở trên màn hình cũng đã có rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem thử đi xem. Đầu tiên là bạn gõ vào cái link mới trên màn hình là http://192.168.77.102 như trên màn hình đây. Sau đó bạn cũng vào mục wifi, bạn ấn vào cái wifi đã từng kết nối. Sau đó ấn quên, vậy là xong rồi, bạn có thể kết nối wifi mới. Chúc các bạn thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời bên sản phẩm máy chiếu Eagle 230 của chúng mình nha.